Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, chắc hẳn là cô bác nào ở đây cũng đã từng một lần bị đau lưng vào một thời điểm nào đó trong đời, có đúng không nào? Tuy nhiên, nếu như việc đau lưng, đau khớp diễn ra thường xuyên thì rất có thể là chúng ta đã mắc phải các vấn đề có liên quan đến xương khớp rồi đó. Thậm chí là có nhiều cô bác chỉ mới vừa bước sang tuổi 30, thế nhưng các biểu hiện đau nhức khi mà thời tiết thay đổi cũng đã rất rõ rệt rồi. Điều này khiến cho việc vận động cũng như là sinh hoạt của chúng ta trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thế nhưng, khi gặp phải các vấn đề này, chúng ta lại thường tìm đến các loại thuốc giảm đau không kê đơn, thuốc giãn cơ hay là gel bôi ngoài da. Chúng ta nghĩ rằng đó chính là giải pháp nhanh nhất để giảm đau lưng. Nhưng mọi phương pháp điều trị bằng thuốc đều có những ưu và nhược điểm, cùng với những tác dụng phụ như là viêm dạ dày, suy thận, suy tim. Và chúng ta cũng không nên thực hiện những biện pháp như vậy khi mà không có lời khuyên của bác sĩ. Do vậy, khi các loại thuốc giảm đau không còn đem lại hiệu quả như kỳ vọng, thì có một liệu pháp kỳ diệu sẽ làm giảm cơn đau lưng chỉ bằng đầu ngón tay sẽ được tìm đến. Và đó là bấm huyệt giảm đau lưng đấy cô bác. Vậy nên, trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ đến cô bác cách chữa đau lưng, mỏi gối cực kỳ hiệu quả nhờ vào cách bấm huyệt đơn giản này. Xin mời cô bác cùng tôi theo dõi ngay sau đây để thực hiện cho cả gia đình nhà mình, cô bác nhé. Đầu tiên, cách bấm huyệt chữa đau lưng. Cô bác có thể chưa biết, nói riêng về phương pháp bấm huyệt, thì đây là một phương pháp thực hành cổ xưa của người Trung Quốc và là một phương pháp thủ công không xâm lấn. Tác dụng chữa bệnh khi bấm huyệt lưng là thông qua một chuỗi các thao tác trên da và các mô mềm bằng cách sử dụng các đầu ngón tay để giảm đau cho chúng ta. Để hiệu quả có thể đạt ở mức tối ưu, cô bác thực hiện đòi hỏi phải thành thục việc sử dụng các ngón cái, cườm tay và cả khuỷu tay để tạo ra áp lực liên tục và vừa đủ, kích thích các điểm cụ thể trong cơ thể. Hơn nữa, nếu như chúng ta tìm hiểu kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng đau lưng là một hội chứng mãn tính hoặc cấp tính, có thể xuất hiện ngay ở chính giữa cột sống, một bên hoặc là hai bên, thậm chí còn có thể lan ra toàn bộ vùng lưng. Trên lâm sàng là hội chứng xương khớp thường gặp nhất. Một cái nhìn bên trong nghiên cứu bấm huyệt vào năm 2019. Nghiên cứu đã đo lường tác động của bấm huyệt trong điều trị đau thắt lưng mãn tính. Đau thắt lưng mãn tính được định nghĩa là cơn đau lưng kéo dài hơn 3 tháng. Nhóm nghiên cứu này đã đánh giá khả năng của bấm huyệt trong việc chống lại mệt mỏi, các vấn đề về giấc ngủ, đau và tàn tật. Cụ thể, kết quả nhận về cho thấy rằng nhóm bấm huyệt thư giãn và kích thích giảm đau lần lượt là 35% và 36%, cao hơn so với nhóm chăm sóc thông thường. Nhóm bấm huyệt kích thích cũng cải thiện tình trạng mệt mỏi tốt hơn, giảm đi 26% so với nhóm chăm sóc thông thường của bác nhé. Đồng thời thì chất lượng giấc ngủ và tình trạng khuyết tật là tương đương giữa tất cả các nhóm. Thông qua đó, chúng ta có thể kết luận bấm huyệt chữa đau lưng thật sự là có hiệu quả của bác nhé. Vậy nên, cô bác nào đang phải vật lộn với chứng đau thắt lưng mãn tính và muốn thử các phương pháp điều trị ít rủi ro hơn thì bấm huyệt có thể đáng xem xét đấy cô bác. Hơn nữa, cách làm cũng rất đơn giản thôi, chúng ta có thể thực hiện như sau. Đầu tiên, cô bác tạo áp lực lên các huyệt này có thể giúp thư giãn hoặc là kích thích cơ thể. Các điểm bấm huyệt thông thường sẽ bao gồm ấn đường. Cô bác lưu ý, huyệt này nằm giữa hai lông mày, thường được coi là con mắt thứ ba. Điểm này có thể làm giảm huyết áp cao, nhức đầu, nghẹt mũi và mất ngủ cho cô bác. Tiếp theo, cô bác có thể bấm huyệt thần môn. Huyệt này nằm ở bên trong cổ tay, ở phía ngón út. Điểm này có thể làm dịu các triệu chứng có liên quan đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc như là lo lắng và hoảng sợ. Nó cũng giúp làm giảm các rối loạn có liên quan đến tim mạch, bao gồm huyết áp thấp hoặc là cao nữa cô bác. Và cuối cùng, cô bác có thể bấm huyệt thái sùng. Huyệt này nằm giữa ngón chân cái và ngón chân thứ hai về phía cổ chân hai thốn. Điểm này sẽ giúp kích thích giảm đau thắt lưng và căng thẳng, đồng thời có thể làm giảm chứng mất ngủ và huyết áp cao mà cô bác dễ mắc phải. Tiếp theo là cách bấm huyệt chữa đau đầu gối. Thông thường thì xoa bóp bấm huyệt thường song hành cùng với nhau. Việc xoa bóp được thực hiện trước khi bấm huyệt chữa đau gối để tăng cường lưu thông máu của cô bác. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện tốt nhất cho cơ thể trong quá trình châm cứu. Vậy nên, cô bác có thể áp dụng theo đúng các bước sau đây để bệnh đau gối được nhanh chóng giải quyết nhé.
Đầu tiên, cô bác dùng gốc bàn tay xoay tròn nhẹ nhàng trên khớp gối trong vòng 1 phút. Tiếp theo, chúng ta dùng gốc bàn tay day với lực mạnh hơn xoa trên đầu gối bị đau và thực hiện cũng trong 1 phút. Bước thứ hai, cô bác dùng vân của hai ngón tay cái miết đầu gối từ trong ra ngoài, sau đó dùng cả bàn tay để nắn bóp nhẹ nhàng vùng đầu gối và các khu vực lân cận. Sau khi xoa bóp, hãy để cho cơ thể nghỉ ngơi trong vòng 3 phút rồi tiến hành bấm huyệt. Và sau đây là một vài huyệt để chữa đau đầu gối điển hình mà cô bác có thể áp dụng cách làm mà tôi vừa chia sẻ. Huyệt đầu tiên có tên là huyệt A Thị, với tác dụng là thông kinh hoạt lạc, tăng cường lưu thông máu và giảm đau. Cô bác có thể xác định vị trí của huyệt này bằng cách xác định qua cảm giác đau của cô bác. Theo đó, cô bác hãy dùng tay ấn nhẹ lên khắp hai chân. Vị trí nào đau nhất thì chính là huyệt A Thị của bác nhé. Sau khi nhận biết vị trí của huyệt này, cô bác dùng ngón cái day huyệt này với lực từ nhẹ đến mạnh trong khoảng 3 phút. Tiếp theo là huyệt Lương Khâu, thường được sử dụng trong trường hợp bị viêm khớp gối. Bấm vào huyệt này cũng góp phần giải phóng dây thần kinh bị chèn ép bên trong cơ thể. Cô bác có thể xác định huyệt này bằng cách co duỗi đầu gối để làm xuất hiện khe giữa cơ ngoài và cơ thẳng trước của cơ tứ đầu. Vị trí của huyệt nằm ở khe này cách xương bánh chè khoảng 6 cm. Bước tiếp theo là chúng ta dùng ngón tay cái day bấm huyệt trong khoảng 1 phút là có thể hoàn thiện. Huyệt thứ ba là huyệt Tất Nhãn. Chúng có công dụng lưu thông khí huyết, tăng khả năng vận động của đầu gối của bác. Huyệt này cũng được xác định khá đơn giản, đó là vị trí nằm đối diện với điểm ở mặt trong đầu gối. Sau khi xác định huyệt xong, cô bác lấy ngón giữa ấn vào huyệt, sau đó thì day nhẹ nhàng là được rồi cô bác. Và cuối cùng là huyệt Dương Lăng Tuyền, có tác dụng giúp giảm đau nhức chân, giảm đau đầu gối do viêm khớp. Nó cũng giúp cải thiện khả năng co duỗi đầu gối của chúng ta. Vị trí huyệt này nằm ở mặt ngoài ống chân, dưới đầu gối khoảng 3 cm. Cô bác dùng tay day bấm huyệt, chữa đau đầu gối theo chiều kim đồng hồ trong khoảng 2 phút để có thể đạt được hiệu quả như mong muốn của bác nhé. Cô bác thân mến, như vậy là chỉ cần xác định đúng huyệt đạo, rồi sau đó dành vài phút mỗi ngày để day bấm, thì chắc chắn là cơn đau xương mỏi khớp sẽ nhanh chóng được cải thiện thôi. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lưu ý đến các thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình, bởi vì chúng có thể là một trong những nguyên nhân gây nên các bệnh lý về xương khớp. Thậm chí, có nhiều thói quen tưởng như vô hại, thế nhưng chúng lại có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, tạo ra nguy cơ chấn thương hay là những cơn đau nghiêm trọng như bệnh lý thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đĩa đệm, viêm khớp, đau cổ mà cô bác rất dễ gặp phải. Do vậy, trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày xin cảnh báo đến cô bác 5 thói quen phổ biến khiến cho bệnh nhân bị đau thần kinh cột sống và thoát vị đĩa đệm mà cô bác nhất định phải bỏ ngay. Xin mời cô bác cùng tôi theo dõi ngay sau đây cô bác nhé. Thói quen đầu tiên đó là ngồi không đúng tư thế. Cô bác cứ để ý mà xem, khi lái xe chúng ta thường có thói quen là ngồi chúi người về phía trước. Điều này tưởng chừng như thoải mái, thế nhưng nó lại gây ra rất nhiều áp lực lên cột sống của chúng ta và làm cho cột sống bị đè nén, thúc đẩy quá trình thoái hóa cột sống diễn ra nhanh hơn bao giờ hết. Chưa kể, khi mà chúng ta thường xuyên ngồi làm việc với máy tính hoặc nằm dài để xem TV thì dễ hình thành tư thế không thích hợp, làm cho cột sống lệch ra khỏi vị trí thẳng tự nhiên ban đầu. Đây là nguyên nhân gây ra cơn đau đĩa đệm, thần kinh tọa và các vấn đề về cột sống khác. Bác sĩ khuyên rằng chúng ta nên thay đổi tư thế để không bị bệnh về cột sống. Cụ thể là khi ngồi phải giữ cho lưng thẳng, đầu và vai hơi ngả về sau và thả lỏng cơ thể. Hai bàn chân tách nhau và tiếp xúc với mặt sàn, cẳng chân và đầu gối tạo thành một góc 90 độ là phù hợp nhất của bác nhé. Thói quen tiếp theo là kỹ thuật nâng vác không đúng. Có nhiều cô bác ở đây lao động nặng, thường hay nâng nhấc vật nặng thì các khớp, cơ bắp và cột sống phải chịu một lực căng rất lớn. Vì vậy, áp dụng tư thế nâng nhấc thích hợp là một điều vô cùng quan trọng. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến những chấn thương đốt sống và đĩa đệm từ nhẹ đến nghiêm trọng cho chúng ta. Tôi thấy hầu hết cô bác đều mắc phải sai lầm là cúi gập người và dùng lực từ eo trở lên khi nâng vật nặng. Bác sĩ khuyên rằng chúng ta hãy hạ thấp đầu gối và sử dụng lực của chân để chịu trọng lượng của vật được nâng của bác nhé. Cần đảm bảo
cô bác cầm chắc đồ vật và giữ nó gần với cơ thể. Quan trọng nhất là cố gắng nâng một cách dứt khoát, không được xoay người đột ngột trong khi nâng. Trường hợp trọng lượng của vật được nâng vượt quá sức của cô bác thì tốt nhất là chúng ta nên sử dụng máy móc và thiết bị để hỗ trợ nhé. Thói quen thứ ba là lười vận động. Như chúng ta đã biết thì duy trì lối sống năng động là một điều rất quan trọng để có được một sức khỏe tốt. Đặc biệt là đối với cô bác nào mắc phải những vấn đề về sức khỏe có liên quan đến vùng lưng như là gai cột sống, viêm khớp hay là lồi đĩa đệm. Nhiều bệnh nhân thường nghĩ rằng tập thể dục sẽ gây ra các cơn đau cơ và tốn thời gian. Tuy nhiên, trên thực tế, các cơ và khớp trở nên chắc khỏe và không còn bị căng cứng. Nguy cơ bị các cơn đau mãn tính cũng giảm đáng kể khi mà chúng ta thực hiện các bài tập thể dục và căng cơ đúng cách. Một chế độ tập luyện lý tưởng là 30 phút hoạt động mỗi ngày, cô bác nhé. Chúng ta duy trì từ 3 đến 5 lần mỗi tuần. Cô bác có thể thử một môn thể thao mà chúng ta yêu thích rồi kiên trì thực hiện nó đều đặn. Tập luyện thì không nhất thiết phải đến các phòng gym hay là dùng máy chạy bộ, mà chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ môn nào như là môn yoga, pilates, võ thuật, khiêu vũ, nhảy hoặc là các hình thức mà cô bác yêu thích. Và cuối cùng, ngại đi khám bác sĩ. Có nhiều cô bác ở đây thường ngại đi khám bởi vì muôn vàn lý do khác nhau như là khó khăn trong việc sắp xếp cuộc hẹn với bác sĩ, sợ sẽ phát hiện ra các vấn đề về sức khỏe hay là phải nghe thuyết giảng về thói quen xấu của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia hàng đầu về sức khỏe cho rằng, việc chúng ta không kiểm tra sức khỏe định kỳ hay là không tìm đến sự hỗ trợ y khoa khi bị bệnh là một điều rất đáng tiếc. Đặc biệt là khi mà chúng ta bị đau lưng, nếu điều trị sớm thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Bác sĩ khuyên rằng những cô bác nào bị đau lưng thì cần đến gặp các chuyên gia về thần kinh cột sống ngay khi có các triệu chứng đầu tiên để tìm ra nguyên nhân và có các liệu pháp điều trị kịp thời. Có rất nhiều cô bác bị đau lưng xuất phát từ tình trạng thoát vị đĩa đệm. Phát hiện sớm và tiến hành trị liệu ngay từ đầu sẽ ngăn chặn các chuyển biến xấu hơn của bệnh, phòng tránh rủi ro cũng như là nguy cơ phải phẫu thuật. Có nhiều cách để điều trị những cơn đau nhức xương khớp tận gốc và hiệu quả. Trong đó thì việc kết hợp liệu trình nắn chỉnh thần kinh cột sống với các bài tập thư giãn cơ là những bước rất cần thiết để giúp phục hồi chức năng tự nhiên của cột sống đấy cô bác. Ngoài ra thì chúng ta cần duy trì chế độ ăn uống nhiều rau, đầy đủ protein, thực hành một lối sống lành mạnh, nghỉ ngơi đầy đủ và giảm căng thẳng, đóng vai trò quan trọng trong việc phòng và điều trị chứng đau xương khớp của chúng ta. Chung quy lại, bất cứ khi nào cô bác cảm thấy đau lưng, mỏi gối, cô bác hãy dành vài phút để xoay bóp các huyệt vị sau đây nhằm giảm cơn đau ngay lập tức, cô bác nhé. Đầu tiên, cách bấm huyệt chữa đau lưng như các huyệt vị ấn đường, thần môn, thái dung. Tiếp theo là cách bấm huyệt chữa đau đầu gối như các huyệt vị huyệt A Thị, huyệt Lương Khâu, huyệt Tất Nhãn và huyệt Dương Lăng Tuyền. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng cô bác đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh những lo lắng và suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống hợp lý, đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.